Phượng chào tất cả các bạn. Hôm nay Phượng xuống dưới cái khu vực người vô gia cư ở gần nhà Phượng nữa. Phượng quay Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn. Các bạn ơi, trong cái mùa Covid á, thì các bạn nào mà có ở nhà ha, không có đi làm thì nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Phượng phong tất cả các bạn có nhiều sức khỏe và qua cái mùa Covid thì đi làm lại bình thường ha các bạn. Thì hôm nay Phượng đi xuống dưới đây nè, Phượng quay cái cảnh người vô gia cư nữa, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn. Mà hôm nay tình cờ gặp được anh, và anh tên gì? Em tên Vũ. Anh Vũ, anh qua đây lâu chưa anh Vũ? Em qua đây là năm nay nữa là 26 năm rồi. Dạ. 26 năm rồi. Ảnh qua 26 năm á các bạn, mà ảnh ở nhà ở dưới đây nè. Nhà ảnh thì cái này nó không gọi là nhà ha anh ha. Đâu, cái này nó mấy cái liều. Cái liều, đúng rồi, cái liều các bạn ơi. Mấy cái canh. Dạ. Anh có thể anh dẫn em đi dài dài, em quay cái cảnh mà mấy con gà rồi dài dài rồi em chia sẻ cho tất cả các bạn xem không anh Vũ ha. Cái chỗ này được rồi, chị đứng đây dạ. Quay cũng được. Dạ dạ dạ. Mà trong đây sao anh nuôi nhiều gà quá vậy anh? Chị à, tại vì cái gà này người ta cho. Dạ. Rồi bắt đầu có đứa bạn của em á, thì nó cho hai con gà trống. Dạ. Thì nó gây dựng được bao nhiêu. Dạ. Đó. Thì ok, khổ mà cái chứ dạ. Đâu phải là sung sướng nào đâu. Để đem đi bán. Dạ. Để đem đi bán chị. Dạ. Ai mua thì bán. Thì hết tỷ mà thôi. Lấy cái đó để ok. Dạ. Anh em ăn chung chứ không phải là một riêng mình phương. Dạ. Đúng không? Mà khi mà anh đem mấy con gà đi bán thì anh đem đi ở đâu vậy? Đi đâu bán? Đâu chị, nhiều khi mấy người bạn. Dạ. Thì giới thiệu cho nó ở trên bờ nó có gà đi bộ. Dạ. Thì hôm nay Phượng đi xuống dưới đây, Phượng quay Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Thì vòng vòng ở dưới cái khu vực này á, mấy anh này anh qua đây 20 mấy năm rồi. Dạ 26 năm. 26 năm. Anh nãy anh nói tên Vũ. Họ Vũ. Ảnh họ Vũ mà anh tên là gì? Phương. Anh Phương làm ở dưới đây mà ảnh giống lai lai giống Mỹ lắm các bạn ơi, tóc quắn nè. Đó, nhìn ông, không có giống Việt Nam. Ông già tôi lính mà lính Mỹ. Dạ. Chiến tranh Việt Nam. Dạ. Dạ. Hồi nãy là bạn gái anh ơi, gì thấy đẹp gái vậy? Không phải, nó có chồng rồi. Ừ vậy hả? Nó xuống đây nó thăm em. Ồ. Ở vòng vòng. Rồi em kêu nó đi về đi coi con nó. Dạ. Thăm người yêu cũ hả? Không phải nó em gái chứ không. Dạ. Phải là kiểu giống họ cây bồ bịch vợ chồng đâu. Dạ. Nó xuống đây ok, nó thăm người thôi. Dạ. Thì em đi dài dài dưới đây em quay cái cảnh người vô gia cư. Thì hôm trước á em có làm một cái video đợt. Dạ. Trước á là mấy cái người vô gia cư thì ở trên trên bà con cô bác á trên mạng á coi cái video này thì cũng được em góp vô cũng được chút xíu tiền. Bây giờ mình tặng lại cho anh Phương này ha. Để ảnh có chút xíu gì để ảnh uống cà phê với mua quà cho mấy con gà. Thôi được rồi chị ơi. Cho vui. Lấy anh lấy thảo cho vui. Cho vui anh. Dạ. Ok rồi, okay. Cảm ơn chị. Dạ. Thêm nữa không anh? Được rồi, gặp người khác. Thì, không nhiều. Rồi thì ấy đi quay. Em cảm ơn chị. Dạ ok, với ông anh xuống đây ok, có cái lòng mà giúp đỡ cho em. Thứ hai thì em nuôi gà đây hết tỷ, mà chiều chị có xuống. Dạ. Thì em tặng chị lại con gà. Dạ. Nó tặng chừng nào em mua gà thì em khởi tiền lại. Nó không được okay. Chứ tặng gì anh ơi, anh nuôi gà no, anh phải lấy tiền anh mua no. Thức ăn cho gà. Đúng, tuy rằng mình nghèo thiệt. Dạ. Bánh ít đi bánh vui trả lại chứ. Dạ. 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 Rất là thân thiện bà con Việt Nam của mình á, mà coi cái video này rất là mừng. Mặc dù ở xa xứ xa quê nhưng mà vẫn còn một cái chút gì tình cảm của Việt Nam mình. Đúng ha. Vậy, đúng vậy, chị nói đúng. Dạ. Cũng còn chút gì tình cảm Việt Nam. Không lẽ nước mắm nước dạ. Muối với cơm mình dạ, sao? Dạ, mình dạ, mới dạ. Ăn chứ. Dạ. Ở là mấy bà kia nhiều khi nói cái Việt Nam gì kỳ quá, tôi nói ôi trời trời, thì đó chị ăn cái gì? Việt Nam chị ăn cái gì? Nước mắm nè, nước tương nè, muối nè. Dạ. Thấy không? Mình nghèo khổ đi làm mướn làm thê nè, ở bển. Bây giờ qua đây sung sướng hở ra cái nó vừa bển ăn tu hở nó đem thùi à. Trời dạ. Trời. Em thì em làm cái kênh YouTube này mặc dù em cũng không có tiền nhiều nhưng mà được nhờ bà con cô bác ở trên cộng đồng okay, mạng dạ. Coi okay. Cái video này cho okay, nên anh. Em lãnh ra chút xíu dạ. Tiền em chích ra em cho anh dạ, thì dạ. Em thay mặt bà con cô bác dạ. Một lần nữa thì
em thay mặt anh chứ quên nữa, quên thay mặt bà con cô bác, thay mặt okay. anh cảm yeah. ơn tất cả bà con cô bác ở trên mạng yeah. đã coi cái video Phượng Cali, cho nên Phượng mới có chút đỉnh tiền tặng cho anh ha. Quên đấy. Dạ. Tôi có đầu cảm ơn rồi, chị. Rồi, bây yeah. giờ anh dắt em đi dài dài chỉ mấy con gà quay đi. Đây nè. Đây nè. Nè, gà của anh nuôi nè. Coi nè, gà trống, gà mái đâu nhiều lắm luôn á. Em mà đi xuống dưới đây mới mốt anh gặp, anh thương em lắm. Đâu dạ, anh dạ. nuôi bệnh cũng vậy đó. Về Việt Nam mình chị em là ok. Dạ. Yeah. Yeah. Nói chung là chị năm nay bao nhiêu xương sống? Em xương sống, trời ơi anh nói. Phần là bao nhiêu quá. Tuổi văn chương dữ lắm luôn á là xin em được 40 tuổi. Ồ, 40 chị yeah. nhỏ, chị nhỏ anh quá. Anh năm nay nhiêu tuổi? Năm nay em là ok là 48, năm nay nó 49 rồi chị. Dạ yeah, anh lớn hơn em 9 tuổi. Dạ. Dạ. Vợ con gì không anh? No, em bốn đứa con rồi. Ồ vậy hả? Bốn đứa con. Nó ra trường hết rồi chị. Thôi đi dài dài anh quay anh chia sẻ cho em đi. Ok vâng. Dạ. Yeah. Ok, Eddie quay cảm ơn chị nha. Không có gì anh ơi, em cái tiền này không phải tiền của em. Anh biết gì không? Đâu, cái tiền bà con cô bác đó. Không phải cái tiền của chị mà không phải tiền của ai hết. Bây giờ cái người đưa mình là mình cảm ơn chị là cảm ơn ân sinh. Dạ dạ, không có gì. Em làm cái kênh này á, được bà con cô bác thương em lắm. Okay, coi cái hả, em được cái tiền cái em đem xuống đây em cho mấy anh. Ở bên bển cũng có mấy anh cũng xin lỗi chị, ok quay Việt Nam ở đâu vậy? Ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang, Hậu Giang hay gì? Dạ. Ừ. Qua Bắc Mỹ Thuận mà tới đó hả? Đúng rồi, em ở cái khu Bắc Mỹ Thuận mà ở Cà Lại Cái Bè đó. Đâu, Cà Lại Cái Bè. Dạ. Tại vì Phương á, Phương đi ok lên xe qua tới Hồng Ngự Đồng Tháp luôn. Ủa vậy hả? Qua tới ok Mỹ Luông, ok Long Xuyên này kia nữa. Nè mấy con gà mái này sao anh không bán cho em rồi, con? Để đẻ không hả? Dạ ok nó đẻ rồi chị. Vậy hả? Dạ nó đẻ rồi. Để dành đẻ đằng đi dây giống ra hay gì dạ, đó. Ok. Em hứa chị xuống nữa đi. Em đưa cho chị một con. Một con gà mái nữa không? Ờ con, chị muốn gà trống không? Không có trống sao nó đẻ được. Phải có trống nữa hả? Không trống sao nó đẻ. Trời ơi. Phải gà trống không ai mới đẻ được. Đúng vậy. Phải không? Nhưng mà gà mái bây giờ thì... bây giờ cái bà Maria bà không có chồng có con. Mà ok ông Đức Chúa Giêsu ok. Ông bán sao mà có Đức Chúa con. Thấy không? Yeah. Đó là mầu nhiệm anh đây. Đúng ở dưới rồi. Đây á, là anh Phương á, ảnh nuôi nhiều gà lắm các bạn. Nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, anh ở trong một cái lùm cây như vậy đó. Thí dụ trời lạnh rồi anh sao anh? Lạnh quá thấy tội nghiệp dạ, anh chị, quá à. Ok. Thì cái mấy cái liều này đó mà nó cũng rất lạnh lắm. Dạ. Rồi lấy mấy cái tấm bạc nó chùm lên. Dạ. Dạ. Rồi có đừng có đốt lửa. Dạ. Mình kiếm cái gì đó cái cô bác người ta ở trên người ta cho cái kêu cái gì cái sưởi mà tự động nó tắt cháy dập cháy đó. Dạ. Hả? Thì ok em để đó chứ đừng có đốt. Dạ. Rồi đốt phải tỉ mà nửa đêm nửa hôm ok là nó quật nó cháy này sao ở đây. Dạ. Chết cũng nhiều người lắm. Dạ. Chứ không phải nhá. Hay anh dắt em đi dạy dạy chồng okay, em vâng. Có cái liều okay. Em quay em chia sẻ cho bà con cô bác đi. Dạ. Hả? Ở cái kiểu này thấy tội nghiệp. Rồi tối anh ngủ ở đâu? Ờ dạ đây nha. Hả? Cái dân xa của em nè. Nguyên ở đây là dài là của em không? Ờ chỗ này là coi như cái đĩa bạc của anh. Dạ. Để mình sống mình với anh em có biết dạ. Cả lớn người nhỏ. Dạ. Chứ đừng có chửi mà thôi là dạ. Đừng có lộn xấu. Dạ. Cây nó bán đâu em nè. Đâu để anh dẫn đi còn chút quay. Đi dài dài đây quay chia sẻ cho tất cả các bạn xem các bạn ơi. Đâu không gian. Đó nhà của em office của em. Office hả? Đấy hả? Đây là cái office của anh với Phương nè. Cái này gọi ra đây em quên bắt cả bà chị rồi. Thấy không? Để office của em không? Tối anh ngủ ở đây hả? Dạ. Sao anh không kiếm cái tấm niệm gì anh nằm cho nó ấy thẳng lưng. Anh thấy không? Anh thấy không? Đồ, đồ lính không à? Con của Mỹ mà. Dạ. Wow, tài anh Phương ơi. Đây, cái chừng của em. Rồi, ba cái đồ ăn này để cho gà. Oh. Wow, trời ơi. Hôm nay Phượng vô đây, anh Phương anh cho Phượng quay cùng chia sẻ cho các bạn xem nè. Các bạn ơi, đang nấu gì vậy? À, nấu cháo. Nấu cháo gà đó chị. Thơm đó. Nấu cháo gà hả? Có miếng bao, có tim, có đường, có nhiều. Ôi, sướng quá nha.
tại vì chị hiểu sao không? Sao? Mình không có muốn ok cắt cổ gà ăn gà không? Mà con cái ăn chó ăn sáng của cái ông nào đó, ổng chụp chó ổng chụp chết. Chết gà phải không? Rồi bắt đầu mới nấu mà cháo ăn chứ. Em ít có. Thật sự ra kêu em cắt cổ gà em cũng không dám nữa này đó, em nói thiệt nuôi nuôi cái thấy thương đó rồi cái không có muốn cắt cổ gà phải không anh? Okay, dạ. Dạ. Bởi vậy em hỏi em mua con gà anh là em muốn về để trứng chơi thôi chứ không phải mua về để ăn thịt. Đúng, có trống và có máy. Không phải là mà mua gà về ăn thịt em dám cắt cổ đâu. Ok vâng. Đó, rồi cháu gà nếm nếm gì chưa, hành ngò gì? Không có gì, trời ơi, tôi làm nhắc nè. Sôi lên rồi anh ơi, được rồi anh ơi, tắt lửa đi anh ơi. Em nêm cho anh đi em. Có gì nêm không, có bột nêm, đồ nêm gì chưa? Đâu khỏi chị ơi, có công khổ lắm. Ok, ở đây là bỏ, ok, rang rang vô dưới miếng, rang vô dưới miếng. Các bạn ơi, cái này là cái đò, cái nắp của ảnh nè các bạn. Trời ơi, chết luôn quá. Anh làm vậy rồi sao không có dựng gì hết rồi, lỡ có vợ rồi sao động phòng. Em hỏi anh này mà bố mà có bà xã ở trong đây chỗ đâu động phòng trời. Không có đâu. Sao vậy? Ủa bà xã đưa lên khách sạn phải không? Em hỏi tiền bạc đâu mà ok mà lấy vợ sẵn. Lấy vợ rồi động phòng sao trời? Tao bị nó bốn đứa rồi. Chị cái bàn lại rồi. Chị cái bàn lại rồi. Chị nhắc cái bàn ngủ. Thì đó không? Cái khách sạn Giang Sơn của em á. Vui á. Đây, mà, là, con... đây là chị nào? Kim. Hello chị. Khỏe không chị? Dạ. Yeah. Nhìn thấy cái chuồng gà của em chưa? Em đi xuống đây quay cái chuồng gà. Dạ có mà ok nó đẻ trong rừng á. Đẻ đâu? Đẻ trong phía sau phía dưới á chị. Anh có thể dắt em đi quay ổ gà đẻ trứng không? Hả? Anh đang đẻ trứng đó. Đẻ trứng hả? Dạ. Đây em dắt chị luôn. Dắt đi quay cái ổ gà đẻ trứng á. Đâu? Phải không? Nằm đó. Ồ, con gà đang ấp kìa. Gì đó hả? Hả? Gà đang ấp. Đó đang ấp đó. Đó đang ấp. Nó đẻ khoảng chừng 13 trứng ấp. Đâu đâu rồi cái ổ gà nữa, còn ổ gà. Đâu đâu chị xuống dưới không có được. Xuống dưới không có được, nhiều khi mà cây. Dạ nguy hiểm. Cái bên kia đó chị. Mà đừng có đi chỗ nó cây mấy thằng bể nó bên xô kìa. Dạ. Mấy ông này lại làm gì? Lại thăm em, cây thăm uống bia. Cái này cái họ đẩy gì vậy? Ổ gà đây thôi. Dạ không. Ba cái thùng này để thùng rác. Thùng rác gì nữa, rác là đúng. Đó bây giờ sống như vậy đó. Thì có chị hiểu không? Dạ. Thì trong con mình cảm giác cái tốt là nó tao sống như vậy thì tao thôi, mà cho tao cái cắt cắt xuống ở đây. Tao cũng vậy thôi, tao ra rồi. Hỏi mày sống đây nhiêu năm rồi, 24 năm rồi. Cảm giác có xuống đây không? Không phải mấy cái tụi mà ở đây sợ. Nó xuống đây, đó. Anh nói đây nè, anh nói trước camera để em quay lên. Rồi. Rồi anh nói đi. Cái nó xuống nó đuổi này kia. Rồi nó kêu em lên ngay cái chỗ mà ok mấy cái chỗ không mini ta ngủ. Dạ. Thấy không? Thì mấy cái tụi này nó đuổi em. Dạ. Rồi em lên chảnh này cảnh sát nó mới đuổi xuống. Rồi cho hỏi chị bây giờ em còn ngủ đâu? Tao điều mạng với mày một phen luôn. Chỗ đâu ngủ ha? Nằm ngay chỗ đó làm sao mà có con ngủ nửa đêm. Dạ. Nó giật giò chị làm sao ngủ? Mà nó đúng rồi chị. Bán bạn anh chết nằm ngay cửa chết hoài. Cái vành này lấy vành cũng vậy. Nó nằm sáng ok nó cứng đơ luôn, chết queo luôn. Cũng khoảng không phải một người, nhiều người lắm. Chứ không phải gì. Anh, cái chỗ này sao anh không chịu đốt cho nó cháy ba? No 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 no, chị à chị cháy gừng luôn hả? Trời ơi trời, nó cháy ok, cứu quả nó xuống. Nó thấy khói phải không? Dạ nó khói không à chị à. Okay. Đừng có đốt, trời ơi là trời. Các bạn ơi, tại vì Phượng thấy cái gác này ở đây nhiều quá đó. Phượng nói là tại sao không có đốt? Tại vì các bạn nhìn thấy dài dài đây mấy anh đó ăn đồ á, giục tô đồ này nọ, chén dĩa đi đồ dưới đây rất là nhiều. Nên nếu chị mà ơi. Dạ. Em ok, em mắc bận việc chút nha. Rồi rồi, anh dạ. Tiếp người ta đi.
thì nếu mà đốt á, thì cứu hỏa sẽ tới, tại vì cái khói nó bốc lên á các bạn, cho nên nó không có đốt được. Và Phượng hôm nay Phượng quay Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Gà ta luôn á các bạn. Hôm nay Phượng đi tới đây Phượng gặp được một cái ổ gà ta đang ấp. Mà Phượng nghĩ là cái này thường thường gà thì ấp chắc không biết tháng nở không ha các bạn ha. Mình không biết nữa. Để chút mình ra mình hỏi ảnh coi khoảng bao lâu gà sẽ nở. Và mình đi ra dài dài đây, mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem nữa ha. Đây anh nuôi rất là nhiều gà luôn nè, gà nồi, hình như gà này giống gà nồi quá à. Dạ. Gà nồi rồi gà ác đó các bạn, mấy gà trắng là gà ác. Đúng vậy. Rồi không đánh gà đá nồi. Dạ. Gà nào anh thích bán cho em? Bán gì để chiều đi chị. Khi mà tới ở dưới đây á, thì Phượng mới thấy là một cái cảnh, đúng là cái cảnh người Việt Nam mình mà ở dưới quê á các bạn. Y chang luôn, giống như hồi lúc nhỏ mà Phượng sống vậy đó. Ba mẹ của Phượng lúc nhỏ cũng nuôi gà, nuôi vịt, rồi nuôi heo. Mà mình đi tới đây thì mình tưởng tượng, mình nhớ lại cái cảnh quê của mình là như vậy. Nhưng mà khác có một cái là cái này ở bên Mỹ. Thì cái chỗ này á, là anh ở như vậy là ở tạm, ở nhờ đất của chính phủ thôi. Nhưng mà anh ở đây rất là lâu rồi các bạn. Cho nên hôm nay thì Phượng mới thấy được cái cảnh này. Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Gà quá trời luôn á. Gà bự, gà nhỏ, gà anh, gà em, gà chú bác gì, gà nhiều quá. Và dài đây có nhiều gà quá nè. Phượng đi ra ngoài này, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho các bạn xem nữa ha. You want a video? No. I can. Huh? You wanna stay in the video? Yeah. Maybe picture with you. See you. See you. Chứ không bán mình con gà trống này là đẹp quá hả? Chúng quen gãy rồi, người ta bắt phạt chết. Thế hả? Ờ. Có mình nói nó đâu gái đâu hả? Gãy chứ. Không hết. Một con gà này bao nhiêu tiền vậy anh? Mắc gãy. Gãy gì mắc gãy trời. Gà này gà kiện, con này đẹp đó. Con gà bông nè. Để trong đó nó ok. Thôi để chị 50. 50 đồng thôi. 50 đồng. Nuôi thử vậy con không anh? Nó gái. Ôi, sờ nó phạt lắm em ơi. No. Nó phiền lắm, chị ra tò phiền lắm. Thì bởi vậy. Bởi vì em mới mua gà mái thôi. No, cái này nuôi gà mái để làm gì, nó có đẻ đâu. Có. Để nuôi lâu quá nó đẻ. Nhưng trời ơi trời. Nó không có mái thôi. Không có đường bà sao có đường ông? Không, hồi nhỏ em nuôi gà. Mà không có đường ông sao có đường bà? Nhưng mà cái trứng nó không có trống. Chị hiểu không? Không có đường ông sao có đường bà. Không có đường bà sao có đường ông? Thấy không? Có trống mới có mái chứ. Dạ. Yeah. Trời ơi trời, đúng không anh? Vậy anh nói phải mua hai con mái con bà, mà con cái nó phiền lắm. Ở Never cái nhà sát bên. Đúng rồi. Nhiều khi hết thích mình á. Cái giờ giấc ta đi làm đó anh. Gãy lên cái là phiền. Tại vì đứa bạn em nó ra tò hai lần. Bán con gà mái cho em đi. Để chiều nay em muốn mua con gà mái. Để chiều chị xuống đi. Dạ. Tại vì giờ này ok bắt nó chạy lum. Bắt được đâu. Dạ khó bắt lắm, hiểu không? Chiều nó đi ngủ thôi. Ok vâng. Không, gà này ngoan, đâu thấy nó gái đâu ha.
tại vì nó theo máy làm sao gái được. Good idea. Vậy là mình phải mua cặp nó không gái phải không? Thì nó không có gái. Hãy tỷ đặt ví dụ, đi. Uh-huh. Vợ em á, ok em đi theo vợ em cho em gái đỡ. Uh-huh. Gái động qua chữ vô. Dạ. Yeah. anh Phương anh nói á, gà mình mua một con trống con mái thì con gà trống nó không có gái. Đúng. Còn mình mua một con gà trống không là nó gái lắm, nó gái. Ủa? Này là nó kiếm mái phải không anh? Đúng, nó kiếm mái không thôi là ok. Nghe vợ nó cầm lên nó đi á. Nhiều cái đây hấp dẫn nó, trò chơi vui. Dạ. Rồi mình đi dài chỗ kia mình quay nữa. Anh Phương á, anh chia sẻ là có khi gà là bị diều hâu tha thì dạ, bị diều hâu dạ. Tha làm sao anh kể lại cho. Thì ok, mấy con gà nó đi vậy nè. Dạ. Rồi bắt đầu ở trên á thì nó bay xuống rồi nó mổ con gà, mình chạy theo mình cứu nó không kịp thì dạ. Ok. Không biết làm sao, ok thì nó tội nguyện thôi. Dạ. Mất con gà phải không? Dạ. Nhưng mà diều hâu mà nó đi xuống dưới đây á, nó cắn gà thường không anh? Dạ thường á chị. Dạ. Nó mổ mấy gà con nữa nè, nó đáp xuống nó mổ nó gấp nó bay lên. Bay lên. Dạ. Vậy làm sao mà em chạy kịp mấy con gà? Ủa mấy ổ mấy con đó. Dạ. Còn cái lưới nữa làm sao mà anh bay cho kịp hết. Sao kìa, tại vì mấy con này nó qua đây. Dạ. Mà em phóng qua cái hàng rào đó thì nó bay mẹ rồi. Mà vòng vòng đây anh nuôi gà nhiêu đây là cả trăm con á ha. Ờ 150 200 con chị. Quá tài luôn ha. Trên nhà nữa. Trong nhà cũng trăm mấy con. Đây là cái chiếc xe của chợ á các bạn. Thì mấy cái anh này á, khi mà ảnh nhận được món quà của từ nhà cái hảo tâm á, người ta cho hoặc là người ta cho tiền thì mấy ảnh uống bia hay hoặc uống nước gì á thì ảnh cũng để dành để mà gom lại tới cái ngày mà được nhiều rồi á thì ảnh đem đi bán ve chai các bạn. Thì ở bên Mỹ này á là ve chai á rất là rẻ, nhưng mà mấy anh này cũng tiện và tận dụng tới cùng để đem đi bán ve chai. Cái này anh để dành để đi bán ve chai phải không anh? Dạ ok chị, này để đi bán luôn. Dạ nếu mà mình đi bán ve chai á thì mình bán ở đâu vậy anh? Dạ bây giờ đi chốt ở dưới ngay cái đường mà đường 13 đó khi tim á. Anh chở đi ha, ai chở đi đâu cây vô bao đạp xuống rồi bắt đầu mới ok chắc lên mới đi. Dạ. Rồi chắc chồng lên á mới dạ. Đi chị. Dạ. Thì mấy cái can này nè để dồn cho nó bự lên. Dạ. Để trong cái bao đó. Dạ. Rồi hai anh em đẩy đi. Hả? Nhìn thấy tội nghiệp anh quá ha. Dạ không có đâu chị, ok. Thì giống như anh ở đây vậy, anh cũng phải kiếm cái gì làm để có cái lương căn bản chứ ở vậy cũng thấy buồn quá anh ơi. Em hỏi chị á, cái chỗ này đâu phải chỗ sinh nghiệp đâu. Dạ. Thì nó xa cơ thất thế rồi thì phải chịu thôi. Mình đi xin cái gì mà người ta mướn rẻ rẻ không thì, được chỉ anh. Là vô nhà hàng làm cũng được nữa. Ừ. Dạ. Vô trong đó làm ok, có một cái vậy nào thôi. Sao vậy anh, vô nhà hàng sao vậy? Làm ok, nó chắc củ hành ok, chảy nước mắt mà. Vậy hả? Anh cũng có đi vô nhà hàng rồi phải không? Nè, chắc củ hành nó nguyên dạ. Một bao bự vậy nè. Ừ, đúng cả. Rồi, củ hành đó là nó ra cái mùi á, nó chảy nước mắt nó cay dữ lắm. Đúng vậy nổi. Chị, đúng vậy. Dạ. Rồi xong xuôi okay, vô rửa chén một cái. Làm nổi ha anh. Rồi nó đi rồi xong xuôi bắt đầu cái thịt thà đó. Dạ. Tái nạm gào găng sách vào viên á. Dạ. Rồi bắt đầu mình mới dọn cái kho đó ra. Dạ. Lấy cái cũ ra chắc cái mới vô. Dạ. Đó. Dồn cái cũ ra phía ngoài, hiểu không? Có cái đường hẻm vô phải chắc chồng lên. Dạ. Khi mới học máu luôn. Dạ. Mỗi một bao một cái nạm bự rồi mà khoảng 80 bao. Nói chung là ở bên Mỹ này á, khi mà mình đi làm á, mình kiếm cái từ cái đồng tiền á, từ cái công việc mà bằng tay á cũng không có đơn giản để kiếm tiền đâu các bạn. Cái khi mà người ta trả tiền mình á thì người ta cũng phải tính làm sao để khi mà cái công việc mình làm phải ra được tạo thêm cái đồng tiền cho cái người chủ thì người chủ người ta mướn chứ còn mà cái người chủ mà đi anh người ta làm một cái nhà hàng mà người ta mướn anh mà anh không có tạo ra cái lợi nhuận cho người ta thì người ta đâu có mướn đâu, người ta cũng đúng vậy chị đó. Đúng vậy chị nói đúng không? Anh yeah. Giống như mà anh vô anh không làm xong cái trách nhiệm đó thì người ta cũng đâu mướn tại ta đúng đâu vậy. Có ra cái lợi mà chị là chủ ok dạ. À, anh làm cho cái đó dạ. Mà làm chưa xong sao cho trả tiền mấy dạ đúng rồi sao anh đi. Phải làm dạ, dạ.
Mà bây giờ á, cái người chủ nhà hàng mà người ta mở ra người ta cũng mệt mỏi lắm anh ơi, trong mùa Covid này ta cũng bán ế dữ lắm. Bán ế rồi chứ hai nữa đóng thế, đóng này, đóng kia trời. Cũng mệt lắm. Có mình anh là anh ở, em nghe anh người ta nói là anh ở đây là ở cái suối này là suối Tiên phải không? Anh là ở đây suối Tiên á, Phượng nghe có nhiều, rất là nhiều bà con nói á, là mấy anh ở đây là rất là sung sướng ở trong một cái suối, suối Tiên. À, các bạn biết tại sao ở suối Tiên không? Là tại vì sướng như tiên vậy đó. Tiền nhà có không tốn nè, tiền nước có không tốn nè, khỏi tốn tiền điện luôn nè, bảo hiểm nè, coi như không tốn gì hết, everything không tốn cái gì hết. Phải không anh? Là ở đây là sướng như tiên rồi, phải không anh? Ok. Cho đợi em chút nha, em lấy cho cô. Thì đó các bạn, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem, mấy anh ở trong đây là như vậy đó, không điện, không nước, không gì hết, nhưng mà cũng vẫn ở. Có nhiều người người ta thích ở như vậy các bạn ơi, người ta không có thích chính phủ lo bất cứ cái gì, rất là gàn ruột, xiềng xích, mệt mỏi lắm, ở như vậy cảm thấy thoải mái. Và mình mặc dù nó có cái bất tiện là không có điện, không có nhà, không có cửa, nhưng mà có một cái nó không nhức đầu, cái là không có tốn tiền, không có tốn tiền gì hết á. Chỉ có cái là ở hơi dơ chút xíu, cứ ăn đâu dục đó, hay là gì chịu khó. Có một cái là nhiều khi á, em hỏi thiệt anh nha, anh đi tắm ở đâu vậy anh? Dạ. Anh mỗi khi mà anh đi tắm á, anh tắm ở đâu? Tắm dưới suối với chị. Xuống suối Tiên tắm luôn hả? Dạ, có cái nước chảy đó tắm. Vậy hả? Dạ. Rồi đi tắm á, là tắm dưới suối, còn mắc đi cầu là đi cầu ở đâu nè em? Anh chia sẻ thì không, em hỏi thiệt á, tại vì ở đây đâu có cầu tiêu đâu. Trong rừng. Đi vô rừng làm đại luôn hả? Dạ. Các bạn, thì ở đây tại sao ở em thấy hình như ở cái đầu đường ở đằng kia á, là chính phủ có để một cái cầu tiêu á anh, ở đầu ở dưới cái no, chỗ Madison Nguyễn á. Dạ. Mà đó, chạy xa quá. Xa quá trời. Thế... mỗi lần mà chạy tới đó chứ ra quần rồi. Ờ đúng rồi, anh nói là đi xa quá, mỗi lần mà đi tới đó là ra quần luôn. Ừ. Các bạn ơi, bởi vì rất là tội nghiệp. Nhưng mà mỗi người mỗi hoàn cảnh, có thể là Phượng không có biết cách nói chuyện như thế nào để cho mà các bạn hiểu, thì Phượng quay Phượng chia sẻ như vậy thôi ha các bạn ha. Đó là như vậy đó các bạn. Quay ở đây sao anh có nhiều cái chiếc xe đạp vậy anh? Anh bán xe đạp luôn hay gì? Nó bán là cái kiểu của ông anh chứ em không có nhúng vô cái trong đó. Vậy hả? Dạ. Đó là xe đạp anh bán phải không? Dạ ok. Để lại quay mấy cái chiếc xe đạp chia sẻ. Đó, xe đạp này là chạy được luôn hay gì anh? Chạy được chị. Cái cách đó. Xe đạp này là xe đạp chạy được. Thôi, anh cho em hỏi nè, tại sao mà em thấy hình như mấy cái anh mà vô gia cư á, dạ, người nào cũng có xe đạp dự trữ hết là sao? No, vậy? Cái đó là chị hiểu không? Là mấy cái đó ok, người ta cho. Dạ. Người ta cho hư rồi cho rồi bắt đầu mình sửa lại. Sửa lại hả? Sửa lại ok, chứ giống Việt Nam mình á, mình giá bánh giá này kia để ok mình lên nắp để bán lại mình kiếm tiền mình sống. Dạ. Vậy thôi. Thì em thấy bên anh xây mình rồi anh nuôi rồi dạ, mấy anh á, người nào cũng nhà nào cũng treo xe đạp cũ hết trơn. Dạ dạ, cái đó là ok người ta cho đó chị. Dạ. Chị không? Dạ. Mình về mình sửa lại, mình làm lên lại. Dạ. Rồi bắt đầu mình để hết tỷ mà anh em nào mà nói với người ta bây giờ nó ở đây mà mấy người Việt Nam qua nó. Dạ. Rồi hết tỷ mà ta đi làm chợ làm búa đó. Dạ. Đó, rồi bắt đầu mới ok. Mình bán cho ta mà mình bán cũng nói chút chút để cho ta dạ, sống. Dạ. Đúng không? Dạ. Ok chị. Dạ. Dạ. À, bây giờ anh có đi đâu không? Em sợ em đứng đây rồi anh muốn đi đâu? No, em ok, em ở đây rồi chút xíu nữa ok em đi công chuyện chút. Dạ. Các bạn ơi, buổi chiều nè mấy con gà này nè tụ về quá trời luôn nè. Mình ăn vậy là thế mà mình mời ăn cái chị đâu có được đâu. No. Anh Phương anh nói à, khi mà muốn bắt gà là 7 giờ xuống, 7 giờ tối á là gà nó mới ngủ rồi anh mới bắt cho Phượng con gà mái. Ok dạ, ok dạ, xác liền. 7 giờ em xuống á anh Phương. Ok nha. Vâng. Rồi okay. Bây giờ em về ha anh Phương. Ok anh dạ. Anh Phương ha. Ok bye chị. Gặp anh. Ok chị. Rồi. Ok. Bye bye anh. Chị Phương. Dạ, bye anh. Ok dạ. Đi trên đường á thì Phượng thấy một anh Việt Nam đang nằm ở đây nè các bạn, thì Phượng không có biết là anh này anh như thế nào. Bây giờ Phượng sẽ cùng tiến tới Phượng hỏi thăm, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem nha. Anh ơi, anh Việt Nam, anh Việt Nam á. Anh có thể ngồi về được không? Anh có thể ngồi về nói chuyện với em chút xíu được không?
Mỹ lâu chưa? Hồi trước ở Việt Nam anh ở đâu? Phủ Long hả? Phủ Long là ở đâu anh? Ở Cần Thơ. Ồ, Cần Thơ. Bây giờ gia đình của anh ở đâu anh nhớ không? Ở đây. Vậy hả? Thì anh muốn tìm người thân rồi, sao người thân anh không có, hỗ trợ anh gì mà anh để anh ngồi ngoài đường vậy nè? Tại mình đi tầm muốn đi về. Vậy hả? Bây giờ anh muốn gặp người thân anh không? Người thân anh ở đâu? Hả? Anh biết người thân anh ở đâu không? Biết, có ở San Jose nè. Ồ vậy hả? Người thân của anh có ai giúp đỡ anh gì không? Có chứ. Vậy hả? Đâu đâu có. Người thân của anh rồi ba mẹ anh đâu rồi? Ở San Jose. Ồ vậy hả? Sao ba mẹ anh không có kêu anh về giúp đỡ anh? Tại mình đi chơi cho mình chịu, mình muốn đi về mà. Ồ vậy hả? Rồi móng tay anh có thể anh xè bằng tay anh ra cho em coi được không? Rồi các bạn ơi, các bạn coi cái móng tay của ảnh nè các bạn ơi. Rồi sao anh không lấy, có ai khớp móng tay anh hả? Được, đau lắm, cứng lắm. Rồi sao móng tay ảnh nè, trời ơi. Thấy tội nghiệp ảnh quá trời luôn à. Em cho anh chút xíu tiền anh mua đồ anh ăn nha. Rồi tối, thường tối anh ngủ ở đâu? Ngủ vòng vòng đi chỗ đó gì đó, ngủ vòng vòng. Anh tin không phải không? Anh tin không? Anh qua Mỹ bao lâu rồi? Hai mấy năm hả? Mà có lâu lâu á, chính phủ có cho anh cái gì không? Không được tiền. Anh không có được tiền gì hả? Phượng đi tình cờ, Phượng đi trên đường thì Phượng thấy anh không, ảnh ở chỗ này đó. Thì Phượng ghé qua, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Có những người qua Mỹ thì người ta cũng làm ăn thành công, nhưng mà cũng có những người giống như anh Phong vậy là không có làm được, là tại vì anh không thể đi làm hay là như thế nào anh Phong? Thì anh có vợ con gì không? Có vợ con gì không anh? Hồi trước không có vợ con gì hả? Anh có muốn Mạnh Thường Quân rồi giúp anh không? Quân có nghĩa là mấy người mà từ thiện á, phải giúp anh có nơi có chỗ để ở á. Nơi trường nghề. Hả? Trường nghề chưa biết. Vậy hả? Vậy anh qua Mỹ từ đó giờ anh cứ đẩy xe gì ở ngoài đường vậy không? Chứ anh không có mướn phòng, mướn nhà, đồ ở gì á hả? Rồi anh có đi làm không? Hồi đó giờ anh có đi làm qua chưa? Vậy hả? Rồi hồi trước anh ở Việt Nam, anh qua Mỹ bằng cái gì? Đi ông Olibi viện con lai đó. Ồ, anh đi qua viện con lai. Anh đi qua viện con lai. Mà anh đi qua đây viện con lai hồi năm nào vậy anh? 91 hả? Rồi mấy cái người mà đi chung với anh đâu à, không có giúp đỡ anh hay sao vậy anh? Thấy tội nghiệp anh quá thôi. Phượng hỏi thăm và chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Thì hồi xưa anh qua bên đây cái viện con lai, nhưng mà anh qua đây giống như chuyện quay thường các bạn cũng biết rồi đó, mỗi người có một cái hoàn cảnh. Nhiều khi cái anh này anh không có đi làm được thì anh không có xin chính phủ bất cứ cái gì được hết trơn á các bạn ơi, cho nên anh phải đẩy cái chiếc xe như thế này. Ai cho anh mấy cái hộp này á anh? Ta dục trong phòng gác rồi đó. Vậy hả? Ta dục trong phòng gác là anh lụm hả? Ngon lắm, ăn mứt đó. À, đúng rồi, mứt đó. Em cho anh tiền anh mua đồ ăn anh ăn đi nha. Anh mứt rồi ăn, lấy ra để ăn. Rồi tối anh ngủ ở chỗ nào? Vòng vòng chỗ nào trống thì ngủ giống chỗ đó vậy, trống thì cho mình ngủ thôi. Vậy hả? Còn nghiệp anh quá à. Có những người mà người ta đi làm được các bạn ơi, giống như anh Phong này là coi như anh không có đi làm được. Anh rất là dễ thương, đáng thương quá. Thì Phượng cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác xem cái video của Phượng, để Phượng có một chút xíu gì đó tiền để Phượng chích ra cho những người như anh Phong như vậy các bà con cô bác ơi. Đó. Anh
không có ngồi ngay chỗ cái góc ngã tư đồ á, có nhiều người đi qua đi lại, còn ở đây đâu có ai đi qua đi lại đâu, nhiều khi người ta không có thấy, người ta đâu có cho. Chung đi đó mà. Phải không? Dạ. Là thường thường anh ngồi ở đâu? Thường ở, anh xin ở đâu? Ở Hương Lan. Vậy hả? Thường thường là anh ngồi trong góc Hương Lan ở đằng đó phải không? Vậy là muốn kiếm anh quay á là lại làm chỗ Hương Lan là anh ngồi đó phải không? Quá trời luôn các bạn ơi, cũng đồng hương Việt Nam mình, nhưng mà có những người mà ta cũng khá giả, rồi có những người như vậy thấy tội nghiệp quá đi. Hôm nay cũng quay cũng chia sẻ cho tất cả các bà con cô bác xem. Nếu mà bà con cô bác nào xem cái video của Phượng á, gán xem giùm Phượng để cho Phượng có cái động lực, Phượng có cái tinh thần, và Phượng đem những cái đồng tiền Phượng chia sẻ cho cái anh này. Anh xè bàn tay anh ra lần nữa cho em xem nha. Trời ơi, coi kìa. Ôi, thấy tội nghiệp quá trời luôn hà. Coi nè các bạn ơi, thấy tội nghiệp quá trời luôn á. Anh còn nhớ hồi trước anh ở Việt Nam là anh ở Cần Thơ hả? Anh nói anh ở Cần Thơ á các bạn. Bây giờ anh qua bên Mỹ đi, cái diện con lai phải không? Mà anh qua đây giờ anh không có thể nào đi làm được rồi, cứ anh cứ lẩn quẩn à. Vượng mong giống như bà con cô bác nào mà ở bên Việt Nam á, mà thấy anh mày như thế này á, thì chia sẻ, nếu mà có ai mà giúp đỡ hỗ trợ gì cho ảnh, là lo lắng được cho ảnh được á, thì lo. Phượng rất là cảm ơn. Một lần nữa là Phượng xin chân thành cảm ơn những cái người nào mà nhận ra cái anh này mà lo lắng cho anh này được, Phượng mang ơn nhiều lắm. Tại thấy ảnh rất là tội nghiệp, ảnh không thể nào đi làm được nữa rồi. Nhưng mà tại sao anh không vô cái chương trình mà chính phủ lo cho anh, là giống như cái shelter gì đó. Tại sao vậy? Vô trong đó chính phủ người ta lo cho anh ăn uống chỗ ngủ rồi, chứ anh ở ngoài này cực khổ vậy quá. Thì giống đi vòng vòng thì đi xin vậy thì cũng giống vậy thôi. Nó vô trong đó hơn. Anh đâu cần đi xin đâu, vô trong đó người ta có cho mình ăn mà. Thì đi xin về thì nó tự do hơn. Đi xin về tự do các bạn, còn đi vô chỗ shelter đó là người ta nhốt về. Anh phải không? Rồi coi như là không có được tự do, chứ không có được thoải mái phải không? Vô trong đó thì có giờ có giấc ổn định các bạn ơi, không có được đi đâu hết. Rồi giống như cũng có cho mà, người ta cho từ mấy giờ được đi ra ngoài mà anh. 7-8 giờ mới vô. Vậy hả? Nói chung là anh này anh không có thích là đi vô trong chỗ shelter chính phủ quản lý, mà anh thích tự do cuộc sống của anh. Anh thích đi đâu anh đi, anh nằm ở đâu anh nằm, phải không anh? Đó, cho nên anh không có thích đi vô trong đó. Video của em nãy giờ anh quay em chia sẻ đâu, anh có cái gì trên đây, anh ăn cái gì trên đây vậy? Trời ơi, ba cái này ăn đau bụng chết anh không? Ăn đau bụng chết. Quấn cái đó nữa hả? Coi kìa. Cái gì vậy? Nước uống hả? Đó. Nước uống các bạn ơi. Đi về hai mấy năm trời rồi mới tưởng tượng. Anh ở vậy hai mươi mấy năm rồi đó. Rồi hôm nay em quay em chia sẻ cho bà con cô bác xem người vô gia cư ở bên Mỹ. Rồi bây giờ em đi nha, bye bye anh nha. Rồi cho anh chút đỉnh tiền anh mua bánh, mua đồ ăn gì em ăn đi anh ơi. Dạ. Các bạn ơi, bây giờ á là giống như ở bên Mỹ không phải bỏ bê những cái người này, nhưng mà tại vì ảnh nói á, là ảnh không có thích đi vô cái chỗ mà quản lý chính phủ lo, cho nên ảnh thích vậy, cái này là tự ảnh chọn các bạn ơi. Thì mỗi người một cái số mạng, mỗi người mỗi suy nghĩ, mà nhiều khi mình cũng không có bắt buộc, tại vì cái bên Mỹ này là cái xứ tự do, tự do cho nên không, ảnh không có làm phiền chính phủ và chính phủ cũng không bắt được ảnh, cho nên ảnh thích đi như vậy thì ảnh đi thôi các bạn. Cái đó là ở bên Mỹ là tôn trọng quyền tự do của mỗi người ha, phải không anh? Cho nên anh Phong này ảnh thích như vậy. Thôi một lần nữa là em bye bye anh nha, em đi chỗ khác nè. Chị ở Việt Nam qua hay là ở đây? Em ở Việt Nam qua. Trời ơi, ở Việt Nam qua đây giống như là đi làm là giờ gì đó hả? Đi làm giống như là chính phủ, đi làm giống
đi làm mà về xã sau sinh xã hội rồi đó không? Chị đang qua đi du lịch hả? Em đi qua đây ở luôn, em định cư ở đây luôn. Giờ có nghĩ là lần này đi du lịch hay là sao? Hay là định cư chưa? Định cư ở đây. Vậy là được rồi. Áo à, anh xăm chữ gì dữ vậy? Cái gì khổ vậy? Khổ gì con? Vậy hả? Ai xăm vậy? Khi người ta xăm giùm. Vậy hả? Bây giờ mẹ anh đâu? Thì bà cũng ở đâu giùm đập thanh xe nè, một lâu ấy khi đập đã. Vậy bà không có kiếm ăn luôn hả? Vậy mình đi chơi mình quậy quá, mình làm bạn số đi chơi. Chắc có lẽ là cái bạn số như vậy cô ơi. Mình buông xuôi với lại cuộc đời mình không có phấn đấu chứ không gì. Ở Mỹ này á, mấy người mà chúng kiểu là sống với bình thường như anh chị á, không có gì đâu, nó rất là dễ dàng và mang chứ không có gì là khó. Vậy thôi em bye bye anh nha. Cảm ơn chị. Rồi em hẹn gặp lại. Okay. Các bạn ơi, thì Phượng nói chia sẻ chút xíu nữa. Nói chung là anh Phong này không thể đi làm, Phượng quay những cái gì anh nói chuyện cho các bạn nghe đó thì các bạn thấy đó. Anh không thể nào đi làm được, tại vì bên đây đi làm cũng phải có một chút xíu gì. Phượng đi trở lại rồi nè các bạn. Tại vì anh Phương á, anh hẹn Phượng 7 giờ nhưng mà để lại đây bắt gà. Nhưng mà Phượng nghĩ rồi, bắt mấy con gà trống về á, gần nhà mình á, vòng vòng á, sợ gà gái á, xong rồi cái vòng vòng cái người ta thưa mình. Cho nên bây giờ Phượng đi chở đi xuống, mà Phượng đi sớm hơn. Trời bây giờ cũng đi dài xuống dưới mình quay rồi mình nói với ảnh là mình không có mua gà trống anh ha, tại vì mua gà trống về nó nuôi tối nó gái cái vòng sớm người ta nghe người ta ngủ không được, cái nó phiền cái người ta thưa mình thôi. Các bạn với Phượng đi xuống dưới rồi nói chuyện với ảnh chút xíu rồi không mua hay làm sao để coi như thế nào ha. Các bạn đi với Phượng nha, đừng bỏ Phượng nha, đi nha các bạn, đi. Này là ảnh ở trong cái khu vực này, ảnh đòi bán cho Phượng mấy con gà trống không à? Mà gà trống là Phượng nói là đem về nó gái vòng vòng, ta thưa là ta không có cho mình nuôi gà trống, tại vì mình ở nhà hao nó cũng gần, nó cách nhau cũng không có xa lắm á, nhiều khi gái á, cái ta ngủ không có được. Dạ, nó rất là khó. Chị. Dạ. Em nói với cái ông anh của mình đó. Dạ. Không có anh số mấy? Không có đâu, không có. Không, hồi sáng em thấy anh có số gọi điện thoại mà ok mượn của ông anh. Vậy hả? Dạ, nhưng mà số điện thoại mà nếu mà muốn liên lạc anh là số mấy? Em không có. Vậy hả? Gọi số điện thoại của ông anh á. Ông cũng khó lắm. Không, mấy người mạnh thường quân á mà người ta cần hỗ trợ anh á thì người ta liên lạc anh sao? Thì No, mấy cái đó là ok. Xong tham thôi chị. Okay. Vậy Mạnh Thường Quân mày muốn giúp đỡ anh á. No. Em biết rồi, ok, cái đó giúp đỡ mà ok. Em không để làm phiền. Uh-huh. Em không để làm phiền. Cái tỷ mà cô bác, anh chị tới đây cho. Uh-huh. Thì em cúi đầu, không? Chị hiểu Phương nói gì không? Dạ. Yeah. Rồi giờ anh không cho số điện thoại thì sao bà con cô bác giúp đỡ anh? Không. Chỉ cần ok đi vậy thôi, thấy người ta cho còn không ấy thôi. Vậy hả? Là trời ơi, đi qua đi lại thiếu gì? Vậy hả? Ý anh nói là thiếu gì người vô gia cư để cho phải không? Dạ. Okay. Còn khi nào ai gặp được anh đó thì cho thôi chứ khỏi cần đưa ra số điện thoại phải không? Ok dạ. Các bạn, đây nè. Ngay chỗ cái khu vực sân đánh góp này á là của những người mà nhà giàu, dân thượng lưu đi vô đây đánh những cái môn thể thao này để thư giãn. Và trước cái mấy cái lều của mấy cái anh vô gia cư này, anh Phương này nè, thì sẵn đây Phượng quay Phượng chia sẻ cho các bạn xem đó. Thì ngay chỗ này chỉ có cách nhau một con đường hả các bạn, cách nhau một con đường thôi là sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Ở bên đây là đại gia, ở bên đây là dơ gia. Và ở đằng kia nữa là hôm trước á, Phượng quay ngay chỗ này Phượng chỉ cho các bạn xem nè, đi thẳng qua bên đó nữa là chỗ đó là chỗ anh nuôi anh ở, đi thẳng qua bên kia nhưng mà ngay chỗ này là nó kẹt con suối,
Mà Phượng hồi nãy giờ Phượng hay chọc chọc nó là suối Tiên á, là dưới đây có cái con suối, nó cắt cái con suối thôi, đi qua bên đó là anh nuôi anh ở bên đó đó. Mà hai bên đây dài dài ở đây, những cái người vô gia cư ở đây cũng thấy cũng rất là tội nghiệp và vẫn thấy rất là thương á các bạn, cho nên Phượng quay Phượng chia sẻ. Hôm nay đi tới đây rồi nè đó, bây giờ mình đi dài dài nữa rồi mình quay mình chia sẻ nữa ha, đi với Phượng nha các bạn. Trong cái thời gian này á, Phượng mong các bạn, tất cả các bạn giữ gìn sức khỏe trong cái mùa Covid. Mà nói giữ gìn sức khỏe vậy chứ Tổng thống Donald Trump á còn giữ gìn sức khỏe hơn Phượng nữa đó, nhưng mà cũng dướng vô corona thôi. Bây giờ theo Phượng nghĩ á, là trời kêu ai nói dạ thì kêu mình, thì mình dạ dạ thưa à, đừng có corona. Nhưng mà Donald Trump cũng giả thưa đó, mà cô nà cũng tiến tới chịu thôi chứ gì sao, phải không anh? Đúng vậy. Phải không? Đúng vậy. Ông tổng thống đâu là không, mà bây giờ còn bị cô nà rồi, giờ làm sao mà tránh đây thôi. Cho thật tử em đứng gần anh á, em có tránh bây giờ là không bị gì cũng không, bị không có bệnh à? Em cũng không bị đâu. Bây giờ trời, em nói trời kêu ai nó dạ. Ôi ơi, đem mất kiến ngầu quá dạ, hay can bài đi. Đâu, tính là em kêu chị nè. Sao? Em với anh với chị chụp vô hình chị về chị đố nó hằng này rồi Việt Nam không Mỹ? Ừ, vậy hả? Chị đố mấy người bây kia. Bây giờ em với anh thôi nè, nè chụp vô hình đi nè, nghe chỗ này nè. Trời ơi, mình chụp hình nó sướng nha. Dễ gì bắt được nó. Con gà này bị ai cắn hay gì? Ổng chụp luôn cái là dính tiền à, cái bội á, cái bội gà. Biết có một con gà này đem về Việt Nam cả ngàn đồng, người ta mua trứng tươi, người ta đem Việt Nam đáp á, chỉ biết nhiều tiền lắm. Nhưng mà mấy người đó, mấy người đại gia, còn em đâu phải đại gia mà người ta mua về người ta lấy giống. Em tưởng gà của anh kia mà gần hết ba gà này của anh không á hả? Đâu có, tôi với nó nuôi chơi vậy mà nó dần đẻ nhiều vậy. Chứ hồi xưa đâu có nhiều. Hai người nuôi chung hả? Thì Phương nói ok, các anh em chị em trong đó thì ok, để ngày mai đi à, 9 giờ rồi thì ok, bà chị mình đi xuống ok mình. Bây giờ anh nói anh bắt gà không được, giờ gà tại vì nó đi vô ngủ không có bắt được. Bây giờ là Phương có cái gì? Bye bye anh Phương. Dạ. Có gì ngày mai rồi em gặp anh ha. Dạ. Rồi okay, em hẹn dạ. Gặp lại ok vâng anh. Okay. Phương good luck nha. Ok bye. Chị ok à. Chào anh chị ok. Uh-huh. Bye bye. Trời ơi, rất là đẹp trai, dễ thương. Rồi, các bạn đi xuống dưới đây á, mà gặp bà con Việt Nam thân thương của mình, nói gì thì nói, chứ mình ở xa xứ á, mà mình gặp người Việt Nam vậy á, mình thấy thương làm sao á, ha các bạn. Mặc dù mình không biết người ta làm gì làm, người này không phải bà con của Phượng, nói bà con cũng không đúng. Nên thấy người đồng hương của mình mà mình thấy vậy thấy thương quá ha các bạn nha. Đó, Phượng đi Phượng quay mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Và video của Phượng á, bây giờ dài rồi ha. Phượng mến chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Và khi nào mà có dịp là Phượng ước mơ một điều là Phượng được gặp tất cả các bạn gần xa ở ngoài để trò chuyện và uống một hai ly nước cho vui ha. Phượng bye bye, Phượng hẹn gặp lại nha.